nay đi làm về nhà vậy chị? Đặt vé về hả? Chưa có visa mà. Đẹp quá anh Thắng ơi. Đẹp quá. Chơi xuống hả? Có bấm xây rồi đi. Uống có một chai nè, nhưng mà đi phải đi chơi cái chỗ như vậy, nên chơi nhảy nhép thì ok đó, sung sung vậy thôi, nhưng mà kiểu tốn tiền mà cái nào mình chỉ vui mình đi. Bây giờ về đây nha.